Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Xế Cỏ Hải Dương nhá. Thì trong video ngày hôm nay em lại tiếp tục lên sóng giới thiệu tới anh chị các bạn một mẫu xe Hyundai i10 với phiên bản động cơ máy chỉ có 1.0 thôi, rất là tiết kiệm nhiên liệu nhá. Và xe thì được sản xuất vào năm 2013, có lớp sơn màu ghi bạc đấy, rất là phổ thông luôn. Thì giá bên em đang chào bán với mức giá là 148 triệu đồng này, rất thích hợp cho quý vị anh chị các bạn mua về đi công vụ, đi trong gia đình, đi che mưa che nắng. Có thể đi đường dài rất là ổn định với dòng Hyundai Grand i10 này đấy. Và chiếc xe là biển 34A, biển Hải Dương tỉnh em luôn nhá. Biển số là 04783 đấy, con này 5 chỗ ngồi. Chúng ta có thể nhìn thấy về sơn xi thì căng đét này, đèn đóm thì sáng quắc luôn, các bác có thể nhìn thấy nốp nát đều cả dàn nhá, na răng đúc. Thì với dòng xe này thì nó về cơ bản thì nhìn nó cũng khá là bắt mắt luôn. Để mà nói về chạy của dòng Hyundai i10 thì chạy cực kỳ là chắc, bởi vì nó là một dòng xe nhập khẩu đấy. Thì đây là phiên bản nhập khẩu nhá anh chị nhá, không phải là phiên bản Việt Nam đâu, cho nên là chạy nó có cái độ đầm, phải nói là đầm hơn là Kia Morning rất là nhiều luôn, còn chạy nó còn sướng hơn cả i10 đời 2014 form mới phiên bản Việt Nam luôn đấy. Giá 148 triệu đồng nhá, bao gồm phí rút hồ sơ cho anh chị nào chúng ta có nhu cầu mua về để rút hồ sơ ra tên. Và bây giờ em sẽ đi vào bên trong chi tiết nội thất cho các bác này. Xe thì cam kết cho anh em là không đâm va tai nạn ngập nước. Đấy, không đâm va tai nạn ngập nước nhá. Với dòng Grand i10 này thì xe thì không có túi khí. Không có trang bị túi khí nhưng mà rất là bền. Đấy. Máy này nổ rất là êm luôn. Số má côn số cực kỳ là ngọt ngào nhá. Bên trong nội thất của xe còn rất là đẹp. Ghế ghiếc là không có bị rách dưới gì cả, các bác nhìn này. Táp ni màu vàng kem nhá, màu sữa. Xe 5 chỗ ngồi. Đấy, chúng ta chỉ cần bỏ ra 148 triệu đồng thôi là có một dòng xe nhập khẩu i10 đời 2013 rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Máy chỉ có 1.0 thôi, chạy cực kỳ đầm chắc. Cốp kia của nó đây, rất là rộng. Thoải mái để đồ cho các bác để đồ cá nhân này, lớp dầu cua dự phòng này đầy đủ hết này, bơm hơi kích thước đầy đủ hết này. Đấy, tôn vỏ thì kìa anh em yên tâm là không có bị mục mọt gì đâu nhá. Keo chỉ coi như là zin cả xe luôn. Đấy. Thì đây là phiên bản ngày xưa thì taxi thường quyền ra, cho nên là vẫn có mác taxi nhưng mà xe đã được bảo dưỡng máy, bảo dưỡng gầm, côn số, được bảo dưỡng toàn bộ rồi, cho nên là bây giờ anh em mua về xác định là chỉ việc đổ xăng và đi thôi, không cần phải bảo dưỡng gì thêm đâu nhá. Cánh cửa rất là đẹp luôn, táp lô táp ni gần như là không có những cái vết xước xoát gì nhiều. Đấy, các bác nhìn kỹ cho em cái phần nhựa này rất là đẹp. Keo chỉ zin cả xe anh em nhé. Đấy, sơ cua sơ giấc là gần như là không có bị mục mọt gì luôn. Máy nổ rất là êm. Điều hòa mát sâu nhé, điều hòa vẫn sử dụng điều hòa cơ thôi. Đấy, trần thì được bọc da rất là sạch sẽ. Đây em sẽ quay cho các bác xem kỹ lại về tổng thành của em nó bên ngoại thất này. Và cửa hàng em thì hiện tại đang cần thu mua rất là nhiều những dòng xe ô tô cũ từ cửa tiền 100 đến 500 triệu đồng. Nếu quý vị anh chị và các bạn có nhu cầu bán lên đời xe, hoặc anh chị nào mà chúng ta đang có xe không đi đến mà chúng ta muốn bán lại thì có thể là alo cho em qua số điện thoại là 0852 555 555 và em sẽ thu mua cho anh chị và các bạn với những mức giá tốt nhất. Đồng thời là anh chị nào mà đã từng mua xe của em trong những năm vừa qua mà có nhu cầu bán thì cũng có thể là alo cho em thu lại nhá. Thu lại thì những mẫu xe em bán tầm khoảng 4 năm quay đầu thì cũng không có khấu hao gì nhiều đâu ạ. Đăng kiểm còn đến tháng 8 năm 2021. Đây, đăng kiểm còn đến tháng 8 năm 2021. Và em nhấn mạnh lại đây là phiên bản nhập khẩu nhá, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc luôn. Đấy, máy chỉ có 1.0 luôn, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đây là máy của em nó đây các bác nghe này. Máy ga lên không bao giờ có tiếng cọc cạch gì luôn.
các bác có thể yên tầm chạy với tốc độ tầm 101, 120 mà không có bị rung lắc ở vô lăng đâu. Đấy, em sẽ cho các bác xem qua gầm này. Đây, gầm này, gầm gần như là không có mục mọt này, các bác nhìn kỹ cho em này. Đấy, đời 2013 nhá. Gầm không mục mọt luôn. Đấy, cổ xả ga lên phụt cả nước này. Xe có trang bị màn hình DVD, camera lùi đầy đủ rồi. Đấy, có cả gạt mưa sau. Sơn xi căng đét luôn. Có cái la răng này thì nó sơn thể thao, sơn màu đen thì nó hơi xước xoát một chút thôi. Đấy, sơ cua gần như là không có bị mục mọt gì luôn này các bác này. Đấy. Về cơ bản thì dòng xe này thì cũng không có quá nhiều cái để nói, chỉ quan trọng là cái độ bền. Đấy, độ bền cũng như là tiết kiệm nhiên liệu. Tem mác đầy đủ, màu bạc zin nhá. Đây là không phải chiếc xe mà màu trắng hay là màu mining đổi màu đâu. Màu bạc gốc nguyên bản theo xe luôn. À, rất cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã click vào video và đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ cùng kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Và anh chị nào muốn xem hình ảnh chi tiết thì cũng có thể kết nối cho em qua số Zalo là 0852 555 555 và nhắn tin cho em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho anh chị và các bạn cùng xem về cái mẫu xe Hyundai i10 2013 này nhé. Chào tất cả các bác.